Sáng 8 tháng 12 năm 2021, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, từ khi xuất hiện dịch COVID-19, Việt Nam đã rất tích cực tìm kiếm nguồn vaccine khác nhau như đặt mua, kêu gọi các quốc gia, các nhà tài trợ, các công ty. Đến nay, với số lượng vaccine đã ký cung ứng thông qua COVAX hỗ trợ và các nguồn khác, chúng ta có đủ vaccine tiêm mũi 1 và mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên, cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi và đủ mũi nhắc lại cho người trưởng thành. Theo báo cáo của chương trình tiêm chủng quốc gia, đến nay tỷ lệ tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt khoảng 97%, tỷ lệ tiêm mũi 2 là khoảng 70%. Ngoài ra, các địa phương đã tiêm vaccine cho khoảng 5 triệu trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết, đến thời điểm này, chúng ta đã cơ bản hoàn thành việc tiêm mũi 1, đang tiếp tục tiêm mũi 2. Phấn đấu trong năm 2021, cơ bản tiêm xong mũi 2 cho người trưởng thành. Hiện nay, chúng ta cũng bắt đầu kế hoạch tiêm mũi bổ sung, tăng cường cho các đối tượng đã đủ thời gian. Trong năm 2022, nước ta sẽ tập trung tiêm nhắc lại cho người trưởng thành, tiêm vét cho các đối tượng trước đó trì hoãn tiêm. Phấn đấu đến giữa năm 2022 sẽ tiêm xong vaccine mũi nhắc lại. Đối với tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, Việt Nam đang nỗ lực đẩy nhanh, đồng thời tiếp tục lắng nghe và tham khảo ý kiến của các cơ quan chuyên môn về việc tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Tuy nhiên, nhằm chủ động nguồn vaccine, Bộ Y tế đang đàm phán với các nhà sản xuất, cung ứng vaccine để có vaccine tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Liên quan đến công tác tiêm vaccine phòng COVID-19, thời gian qua, Bộ Y tế liên tục có các văn bản đôn đốc, nhắc các địa phương đẩy nhanh tiêm chủng trong tháng 12, đạt bao phủ cả 2 mũi cho người trên 18 tuổi. Lên kế hoạch tiêm mũi bổ sung tăng cường cho các đối tượng đã tiêm đủ liều. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Bộ sẽ tiếp tục phân bổ vaccine phục vụ nhu cầu tiêm chủng của các địa phương. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Y tế nhắc các tỉnh, thành phố phải thực hiện chiến dịch đi từng ngõ, gõ từng nhà, lập danh sách tất cả những người cao tuổi, người có bệnh lý nền, chưa tiêm vaccine để tiêm chủng cho nhóm đối tượng này. Đến ngày 7 tháng 12, tổng số liều vaccine phòng COVID-19 ở nước ta đã tiêm là hơn 128,6 triệu liều. Trong đó, tiêm một mũi là hơn 73,6 triệu liều, tiêm mũi 2 là hơn 55 triệu liều. Theo báo cáo của Bộ Y tế, tổng số vaccine đã nhận và dự kiến tiếp nhận đến hết năm 2021 từ các nguồn mua, viện trợ, tài trợ đã cam kết là khoảng hơn 200 triệu liều. Đến hết ngày 3 tháng 12, Việt Nam đã tiếp nhận hơn 150 triệu liều vaccine, trong đó có gần 71,5 triệu liều mua từ nguồn ngân sách nhà nước và hơn 79 triệu liều từ nguồn viện trợ, tài trợ. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.